Thư số 9. Ngày 1 tháng 5 Bính Thìn năm 1976. Cô Út, cũng ngày này năm trước, sau khi xong lễ giỗ má tôi, cô sửa soạn ra về mà còn nấn ná lại hàng giờ vì e niềm vui tương phùng không dễ gì có lại. Khi ra khỏi cổng chùa, cô còn quay lại nhìn lần chót cảnh từ quan. Người ta không thể tắm hai lần cùng một dòng nước. Câu tư tưởng trên nếu đúng thì chùa Từ Quan thời vàng son của nó qua rồi, chắc khó tái lại. Nhưng dầu sao trăng nước Từ Quan vẫn mãi còn thấm đượm ở lòng người. Cô Út, đời tôi vừa 16 tuổi xanh đã phải truân chuyên sống nhờ ở đậu với cô bác anh chị, chịu biết bao cay đắng bẻ bàng, thiếu thốn khát khao tình yêu thương thân tộc vô hạn. Có lẽ cũng vì lý do trên mà tôi rất thương chị em Nhiên Nhúm Chăng. Tuy vậy, chúng nó còn may mắn hơn tôi nhiều. Chỉ một kiếp này thôi mà tôi phải nếm trải quá nhiều thời cuộc đổi thay, quá nhiều hoàn cảnh thương đau. Cha ghẻ có, mẹ ghẻ có, con ông, con bà, vân vân, rồi lại sớm mồ côi, sống điêu linh vất vả, nghèo nàn bệnh tật. Mãi đến giờ này, đời sống vẫn bấp bênh vô định và đen tối ghê. Trên dòng đời xuôi ngược, bến Vĩnh Thới là êm đềm nhất, ghi nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Nhưng cây thả trôi sông, khó mong dạt về bến cũ, thì niềm vui tái ngộ chỉ e là một ước mơ suông. Nhớ lại 10 năm tròn quen biết nhau, tôi chưa có lấy một dòng chữ gửi cô xem, không một lời ân hậu ngọt ngào nào nói để cô nghe. Có phải chăng tôi đối xử lạc lẽo cùng cô? 10 năm trôi qua, nếu có điều gì làm cô phiền lòng, cô thương tôi mà xóa bỏ đi nhé. Kiếp phù sinh sao quá linh đinh, mãi đến nay tôi chưa thấy được một ngày yên nghỉ, hay chỉ chờ đến lúc yên nghỉ ngàn thu. Đúng ra đừng ai nỡ phiền trách tôi điều gì cả mà tội nghiệp, phải không cô? Sự thờ ơ lạc lẽo của tôi đối với cô là để ngừa sự không hay, biết đâu lại chẳng xảy ra, do cảm tình sâu đậm giữa nhau và cũng để tránh sự nghi ngờ dị nghị của mọi người. Chắc cô đã cảm thông. Tôi tự bao giờ vẫn xem cô như là em gái của mình. Em chỉ là người em gái thôi. Tôi mang ơn cô rất nhiều và cả gia đình cô nữa, đã cho tôi chút tình thương mến. Một chút thôi cũng sưởi ấm phần nào tâm hồn bị lưu đày lạc lõng giữa vùng băng giá của cuộc đời. Cái tình thương ấm áp tợ thái dương, thanh sĩ. Rất đúng. Suốt 10 hôm rồi mưa rơi tầm tã, lòng cảm thấy mang mát buồn tên. Tôi viết những dòng lẩn thẩn này, tôi không biết tôi muốn nói gì. Cô cứ cho rằng đây là lời giả lả an ủi nhau trong cảnh ngộ chia ly vậy. Xin thành tâm chúc lành cả bửu quyến. Thư số 10. Tháng 12 năm 1976. Chào ông. Lần đầu tiên cháu gửi thơ nhờ đến bác. Bác không biết phải viết gì đây, nhưng cũng gượng viết đôi hàng đáp lại sự mong chờ của cháu. Người khôn độ chỉ một dòng, người ngu độ phải mấy chồng kệ kinh. Trên đường đời có lắm người học được nhiều bài học quý với giá rất hời, ngược lại cũng lắm kẻ đổi những bài học thông thường thôi mà học phí quá đắt, có khi phải trả bằng cả cuộc đời mình. Cháu khôn ngoan lắm. Bác hai hy vọng cháu trả học phí rất nhẹ để đổi lấy những bài học hay ho. Đó là điều bác mong cầu cho cháu. Hãy bình tĩnh trước mọi sự không hay xảy đến, cũng như trước mọi sự cám dỗ đam mê, cháu sẽ gặt hái kết quả tốt. Còn việc tu hành đã có bác Út giúp cháu. À, còn những khổ đau nữa, cháu có sợ không? Khổ đau dạy chúng ta nhiều điều hay lắm đó. Nó giúp ta gội sạch lòng dị kỷ, phát hiện tình thương yêu và bình đẳng. Tâm hồn con người chỉ lớn lên và dặn hơn nhờ trui rèn bởi đau khổ mà thôi. Cháu hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những bài học do khổ đau mang đến. Không thể nào tránh trút được đâu. Sớm muộn gì những buồn phiền cũng sẽ đến với mình. Đó là sự thật của thân phận con người. Không phải bác hai hù cháu đâu,
mong cháu không bị ngã gục trước nghịch cảnh, mà trái lại sẽ vượt qua các chướng ngại một cách can trường và thu hoạch nhiều kinh nghiệm tốt về đến bờ bến vinh quang. Nên nhớ rằng, trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn khó học chữ tu. Bác chúc lành cho cháu. Thư số 11, năm 1976. Phiến: có gì đâu con lại xót xa buồn để công việc nhọc nhằn thêm. Bác hai thì thích gắn liền đời mình với ruộng đồng xanh ngát tự do. Con ráng tập lao động tốt, sẽ có nhiều bảo đảm tương lai và vượt qua được dễ dàng mọi thăng trầm trong đời sống. Yêu gia đình và yêu tha thiết cả cuộc đời này, dù cuộc đời có xấu xa thế mấy đi nữa, được vậy con sẽ thấy cảnh đời tươi đẹp lạ. Chính bậc vĩ nhân mà còn, ta có tình yêu rất đượm nồng. Có hai báu vật trong đời là cái đẹp và chân lý, mà cái đẹp ở trong trái tim đang yêu và chân lý trong bàn tay lao động. Gào thét than vang chỉ hợp với những kẻ đứng trước ngôi đời rồi ra đi không để lại cho đời một giọt mồ hôi trên trán hoặc một giọt máu trong tim. Con đừng ngại việc mồ hôi trán sẽ xóa tan những nét ưu tư khắc khoải đã ghi trên đó, và hãy làm việc với tình yêu. Đó là gieo hạt với trìu mến và gặt hái với niềm vui. Như thể người yêu dấu của mình sẽ ăn qua quả ấy. Yêu đời qua cần lao là thân cận với những bí ẩn sâu kín nhất của đời sống, vì ở không thành ra xa lạ với các mùa. Cần lao nhẫn nại, lạc long cổ truyền. Hăng hái lao động giúp ích cho gia đình và mọi người. Ít lâu nụ cười của con sẽ trong veo và cái nhìn sẽ vô cùng rạng rỡ. Sốt sắng cần kiệm lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, ai có thể dập tắt của mình những mộng mơ. Trái lại, ta có nhiều mơ ước huy hoàng, những mơ ước hồi quy thượng cổ, hoặc ước mơ thượng cổ hồi quy, thế trần nô ấm, phú thi an nhàn. Con xem lại món quà hạnh phúc bác hai gửi tặng con mấy năm về trước để được sống vui. Đừng tự làm cho mình cằn cỗi trước tuổi đang xuân. Những giọt lệ thiên hãy dành cho đồng loại lâm cảnh khốn cùng cơ cực đến không còn đau nước mắt nữa để mà khóc. Khóc giùm những người ấy, con sẽ gặp được niềm vui. Thư số 12, cuối đông Ất Mẹo năm 1976. Cháu Tùng: tất cả những gì thuộc về vật chất đều sẽ bị tiêu hoại. Điều này là sự thật mà các cháu có thể chứng nhận được trong một ngày mai nào đó. Tuy nhiên, chỉ có tình người mãi còn lưu lại với thời gian. Thật vậy, chính cái tình thương chân thật giữa con người với nhau mới làm cho cõi đời này có ý nghĩa và đáng sống. Thiếu tình thương, thiên hạ sẽ thê lương. Bác hai nghèo lắm, không ngờ nhìn xuống thấy còn biết bao nhiêu kẻ đói khó hơn nhiều. Bác phải bán cái áo ấm của mình giữa mùa đông lạnh để giúp cho một sản phụ đang ôm con đỏ trong cảnh khốn cùng đói rách. Nhiều người lầm tưởng bác hai giàu lắm mới dám cho ra một lần 5-7 ngàn đồng. Họ có biết đâu là mình đang dắt cạn máu tim. Bác hai được đền bù xứng đáng bằng niềm vui thanh thản. Rất tiếc các cháu còn nhỏ, chưa thưởng thức được cái vui này, cái vui triệt đáo đó các cháu. Có được niềm vui này, con người sẽ đủ sức gánh chịu mọi gian khổ ở đời. Chúc các cháu gặp được niềm vui ấy. Nói bác gửi lời thăm bửu quyến vạn an. Thư số 13, ngày 16 tháng 10 Đinh Tỵ năm 1977. Phiến: con hãy cúi nhìn xuống một chút sẽ thấy biết bao kẻ vô phúc đói rách khốn cùng, côi cút bơ vơ lên đên trôi dạt, bệnh tật tàn phế. Đời họ chẳng khác nào những quả cây úng thúi bị vứt ở vệ đường, thêm ruồi nhặng không may tìm đến bâu quanh. Còn con như đóa hoa trang nhã, thấm đượm sương mai ngào ngạt, sao chẳng cười vui trước ngọn gió xuân? Con ơi, khát trong khi giếng nhà đầy là cơn khát không sao dập tắt được. Âu sầu với hạnh phúc, nỗi buồn này làm sao hóa giải cho xong? Nếu có thể làm gì cho con vui, bác hai không hề chút tiếc với con. Ngạt nỗi buồn vui tự lòng người nhận thức lấy, ngoại cảnh chỉ là phần phụ thuộc mà thôi, biết phải làm sao. Người ta chỉ cười được trong giây lát mà có thể khóc suốt 5-7 ngày liền, vì phải nhờ kẻ khác chọc mình cười, còn chính mình tự chọc mình khóc.
Đừng dại dột rơi lệ âu yếm cô ả âu sầu, trong khi hạnh phúc đang đứng chờ ta mở rộng vòng tay, lại nhìn nàng một cách lãnh đạm, thờ ơ với hạnh phúc đang ở bên ta. Rồi khi nàng ra đi thì cái gì còn lại? Nhìn kỹ cuộc đời để nhận chân lẽ khổ vui, mở lòng ra thương nghĩ sanh linh, xót thương dùm những người bạc phước bơ vơ. Mình không còn đâu thì giờ để mà thương thân xót phận nữa. Với tài khéo léo, người ta dung hòa các vị chua, cay, mặn, ngọt, làm thành món ăn ngon miệng không chán. Buồn vui, sướng khổ đều là yếu tố cần thiết cho tinh thần và làm đẹp cuộc đời. Tội gì ta cứ biết có mỗi một việc buồn ơi là buồn. Thôi, dập tắt đi khói lửa u sầu, nó làm mắt mình và những người chung quanh xót cay đẫm lệ. Kiếp phù du gẫm lại có bao lâu, sao nỡ tự đài ẩy dày dò tâm hồn thể xác bào nhà ủ dột không đâu. Cõi đời này chẳng phải toàn gai góc, mà còn có muôn vàn hoa đẹp ngào ngạt sắc hương. Hãy vui lên cho bác hai vui với, và cũng để người thân yêu được vui lây. Khi lòng ta tràn ngập vui tươi, tất nhiên niềm vui ấy sẽ tràn sang kẻ khác. Vậy con đừng thèm buồn nữa nghe con, tươi cười lên, cuộc đời sẽ cười đáp lại. Thư số 14, cuối thu Đinh Tỵ năm 1977. Mật mến, mấy kẻ nên khôn đều có dạy, làm người có dạy mới nên khôn. Con đừng hối tiếc chi những ngày đã lầm lẫn mê mờ trong ảo vọng. Cái lầm lẫn cần thiết để con người được trưởng thành. Đời sống là một quyển kinh sinh động, ngắm cho kỹ, nghĩ cho tường, rồi so sánh với sám kinh sẽ thấy cái hay hay. Đừng hững hờ lật luốn qua những trang sách ngày đêm. Có điều bác muốn nói với con từ lâu nhưng chưa có dịp. Mật con, đứng trên bình diện khác mà xét thì hoàn cảnh khổ đau đến với ta cũng màu diệu, chẳng khác gì sự quan lạc. Khi Thượng Đế quật ngã ta bằng ngọn roi định mệnh thì cũng chính Ngài ban bố cho ta sự phong phú tâm linh. Ngài xé lòng ta khỏi vỏ cứng kiêu sa, ích kỷ, tham lam. Bài học khổ đau giúp ta phát hiện tình thương và lòng công chính. Khi tình thương dạt dào, tâm hồn phong phú thư thái thì hành động trở nên thanh cao tốt đẹp. Bây giờ, tuyệt vọng trước kia sẽ biến thành hy vọng, khổ đau thành chân phúc và cô đơn thành thiên đường. Bàn tay trái của Thượng Đế kinh khủng bao nhiêu thì bàn tay phải của Ngài cũng dịu dàng từ ái bấy nhiêu. Có điều ta phải sáng suốt, bình tĩnh, cảm thông đón nhận ân sủng ấy. Hãy thanh thản ngắm suốt mùa đông sầu đau, mình như bốn mùa qua trên cánh đồng. Khéo léo suy tư, nhận xét mọi việc với cả hai chiều định lý, thì dầu hoàn cảnh có khắc khe đến đâu, mình cũng tìm được giải pháp chính xác và còn rút tỉa kinh nghiệm bổ ích cho tinh thần, nhờ đó sẽ có sự thay đổi tốt. Thay đổi quan niệm là thay đổi cả cuộc đời. Hãy cảm ơn những đau buồn thất bại, chén thuốc đắng này thanh tẩy được tâm hồn. Thật ra, buồn vui sướng khổ đều là tặng phẩm quý của tạo công gửi đến trần gian, ta nên đón nhận với lòng tạ từ thanh thoát. Bác hai không đi trước con như con tưởng đâu. Trái lại, bác là người đi sau rốt trên nẻo đường về chân thiện mỹ để được hưởng cái vui nhìn thấy các con đang tiến bước đúng. Con vui vẻ nhanh chơn, bác hai theo chứ. Thư số 15, Mạnh Xuân Mộng Ngọ 1978. Hương. Có lẽ con cảm thấy lui sụt trên bước đường tu tiến vì hoàn cảnh gia đình và công việc làm bận rộn vì mình phải gánh vác cả gia đình. Con có ý mong muốn được rảnh đi tu, hầu mong thoát ly phiền trược. Hương con, tự bao kiếp vì mê mờ ta đã đánh mất đạo tâm trong sự tiếp xúc với đời. Giờ hối ngộ tu hành ta phải tìm lại, phải hưng khởi đạo tâm cũng ngay với việc tiếp xúc giữa lòng đời. Bỏ đời mà tìm đạo, sừng thỏ kiếm sao ra. Ngồi im lặng trong xó liều tối như bưng, chìm đắm trong suy tư để truy tầm chân lý. Việc ấy chưa biết có thể đạt được chăng, nhưng nó là việc quá xa vời với khả năng và hoàn cảnh của con. Hãy nắm lấy những gì trong tầm tay trước đã. Hãy biểu hiện trên thực tế đối với gia đình là người con hiếu, chị hiền, với xã hội là người nhân từ công chánh. Bấy nhiêu cũng đủ làm đẹp cuộc đời rồi.
cha mẹ là hai vị Phật sống tại nhà, ráng lo nuôi dưỡng báo đền, vậy là đã giải đáp đúng đề thi đến với con vậy. Đừng buồn phiền, phẫn nộ, vô ý thức vì mệt nhọc. Trái lại, càng mệt nhọc càng nên vui vẻ, bởi công có dày thì quả mới cao. Gia bần tri hiếu tử, nhà suy sụp mới rõ con hiếu. Con đã có cơ hội tốt để đáp đền cho dạng nghĩa tròn ân, thì chớ dại dột đùa trút cho ai cả, để ngày sau khỏi hối tiếc muộn màng. Mọi sự việc trên đời đến với ta chỉ có một lần, một khi nó đã trôi qua rồi, không bao giờ trở lại. Hãy hy sinh những sở thích, những hạnh phúc riêng để lo cho cha mẹ, cho mọi người được an vui. Ta sẽ được niềm vui cao đẹp bao la hơn và nhận chân được ý nghĩa của đời sống. Ta sẽ cảm thấy hạnh phúc trong sự sống và thỏa mãn trước cái chết. Vậy là tử sanh nào có xá gì? Hương con, kiếp phù sinh gẫm lại có bao lâu? Thôi, hãy dẹp đi những buồn phiền thương thân xót phận, những bực dọc ích kỷ nhỏ nhen, hòa mình vào đời sống với một tình thương nồng đượm, với một tâm hồn trong sáng bất nhiễm, ung dung sống trong bổn phận mà tạo hóa đã đặt ta vào đó. Con hãy vui vẻ giúp đỡ cha mẹ lúc già yếu, nêu gương tốt cho đàn em thơ dại, gây sự hòa hảo trong gia đình chòm xóm, thì hiện tại gặt hái được niềm quan lạc lớn lao, cộng thêm tình yêu thương của bác hai, và mai sau quả phúc sẽ tròn đầy. Đó là lối tu thiết thực nhất, vừa tầm tay của con và có nhiều ích lợi. Bấy giờ con sẽ thấy hé mở một chân trời mới ngọt ngào đạo vị, an lành, tươi đẹp biết bao. Dù đang sống giữa sự thiếu thốn, giữa cảnh đời đầy bi thảm thương đau, cầu mong con có nhiều nghị lực trên đường hướng thiện. Thư số 16, ngày 10 tháng 4 năm 1978. Anh Đạm. Con người như cội cây, rễ bám sâu vào lòng đất rút những phân phướng, để rồi ngày kia kết quả trí huệ phát khai, bấy giờ hương vị của nó sẽ dâng hiến bất tận cho đời. Đó là điều tôi mong ước, nơi tôi và cả mọi người. Thu nhận là phần việc của rễ cây, cho ra là việc của trái. Trái không thể bảo rễ rằng hãy như ta cứ chín mọng và mãi mãi cho đi sự dồi dào của mình. Chúng tôi có chút ít dược phẩm gửi tặng anh trị bệnh. Anh hãy nhận đi anh, khi thời gian còn đó. Tôi muốn nói của cải không dùng vào việc nghĩa thì rồi nó cũng tiêu tan một cách thiệt thòi thôi. Còn bệnh tình anh, và cũng từng là bệnh của tôi, chẳng phải để lây lắc 5-3 năm nữa mà trị được. Anh đừng nặng lòng về việc nghĩa ơn, vì kẻ nhận cũng là người cho mà chẳng dám nghĩ rằng mình có cho. Ngược lại, kẻ cho ra cũng là người thọ nhận. Đó là sự thật đứng về mặt tâm lý mà nói. Vậy chúng mình nên đứng ngang nhau trên tặng phẩm như đôi cánh chim tung bay về chân trời thiện mỹ. Anh yên tâm vui nhận anh Đạm, người đồng bệnh tương thân. Thư số 17, đầu thu Mậu Ngọ năm 1978. Đường. Nên tìm hiểu rõ định luật vô thường trong vũ trụ, thành hoại, hợp tan, suy thành, vân vân. Ta sẽ không còn có những ước muốn trái ngược để khỏi phải thất vọng chua cay. Các việc vui buồn thuận nghịch đều giúp ta trưởng thành, nhờ đó mà nhận thức được chân lý của đời sống. Bấy giờ ta không còn bị khổ sầu điêu đứng vì các đợt sóng thăng trầm của thế sự. Trái lại, ta ngồi trên những đợt sóng ấy một cách ung dung thú vị, như trẻ con ôm phao bơi đùa trên sóng nước. Đời là một trường học lớn mà các đề bài chỉ được giải thích sau khi con người tự đưa ra đáp số đúng hay sai và tự lãnh lấy trách nhiệm về sự đáp ứng của chính mình. Các hoàn cảnh của tạo hóa đưa đến cho mình, hãy tìm cách giải đáp thật khôn khéo tốt đẹp, ta sẽ thấy chân hạnh phúc ở đời. Ngắm và nghĩ cho sâu mọi việc quanh mình, rồi sẽ rõ đâu là bổn phận và cách đối xử ổn đáng. Cuộc đời này vui tươi đẹp đẽ hay hỗn loạn thảm sầu đều do cách đáp ứng khéo léo hay vụng về của chúng ta mà ra cả. Thờ ơ hoặc lẩn trốn những bài học khó thì nào có tiến bộ được gì? Chỉ luống nhọc bôn ba đó đây, hoài công một kiếp. Con chớ bôn chôn lo ngại gì cả. Với một ý chí hướng thiện thiết tha, một tâm hồn trong trắng, đừng để những cái ghét ưa làm dẫn đục.
Một tình thương nồng đượm bao la, ta cứ ung dung xử thế tiếp vật, gánh lấy trách nhiệm đối với gia đình xã hội. Ta sẽ giải quyết mọi sự việc được toàn hảo, toàn hòa, chí chơn, chí mỹ, khơi nguồn vui cho cả mọi người và tuần đời, nhờ đó mà bớt đi phần bi đát. Đây là lối sống vừa thích hợp với hoàn cảnh, vừa thích hợp với đạo lý. Lưỡi không diễn tả hết ý tình thì chữ nghĩa còn tệ hơn nhiều. Thôi, để cuộc đời sẽ dạy cho con những bài học hay ho, chính xác hơn, với điều kiện phải biết nghe và nhìn thấy. Nghe thấy chính lòng mình một cách tỏ tường sáng suốt trong từng phút từng giây qua bối cảnh đời sống thường nhật thì trí sẽ mở mang, ít lỗi lầm, tâm hồn được an vui thanh thản, dẫu số kiếp không may có nhiều mưa gió phủ phàng chăng nữa. Chúc con tiến triển trên đường lành. Thư số 18, Mạnh Đông Mậu Ngọ, năm 1978. Cô ba, bản thân mồ côi, mất ánh sáng, sống nương tựa với em. Đọc thư nghe các cháu kể lại đời cô, tôi không khỏi buồn thương cho số kiếp sau quá hẩm hiu bất hạnh. Biết bao là bệnh tật khổ sầu đều trút lên thân phận yếu hèn của một người con gái. Viết bức thư này tôi mong nó chia sớt phần nào nỗi buồn tủi của cô. Cô à, cõi đời này có vô số người tuy lành mạnh nhưng phải lâm cảnh tù đầy khốn khổ. Bao kẻ nát lòng vì tử biệt sanh ly, vì hoàn cảnh trái ngang chua xót. Nhất là hiện tại có nhiều đói khổ phải lìa xứ xa quê, bìu díu nhau tha phương cầu thực. Có kẻ quá não nề trước cảnh vợ con đói khát, đến phải dùng độc dược quyên sinh cả gia đình. Chưa đủ, chiến tranh còn gây thêm tan tóc điêu linh. Ôi, Phật bảo, nước mắt chúng sanh từ trước đến nay tích chứa lại còn nhiều hơn cả đại dương. Vậy thì, dẫu không tật nguyền, lại có vui gì? Một khi đã xa chơn trong bể trầm luân cái khổ không hề bỏ sót một ai, sầu cá nhân chỉ là một giọt nước mắt trong biển nước mắt mà thôi. Vẫn biết hữu thân hữu khổ, dù vậy tôi cũng nhận rằng cô gánh chịu quả khổ quá nặng nề. Nhưng trước sự đã rồi, biết làm sao tháo trúc. Thôi hãy an lòng nơi số phận, vui trả cho rồi món nợ tiền khiên. Uất ức đau buồn khóc than cho số phận, nào có cứu vãn được gì, chỉ làm tăng thêm bi thảm. Có khi vì quá bực dọc vô tình, ta làm phiền muộn cho kẻ chung quanh. Thôi đừng tặng nhau thêm nhiều cay đắng, hãy quên đi thân bạc phước vô duyên của mình, lấy tinh thần hòa ái vui tươi ngào ngọt hiến cho nhau để xoa dịu phần nào đau sầu trong kiếp sống. Kẻ tật nguyền cũng có nhiều đặc điểm hay mà người bình thường không bằng được. Có tật có tài, câu thành ngữ này là một lời an ủi chân thật vậy. Tuy bệnh tật và hoàn cảnh không may, chứ nó cũng giúp ta nhận rõ nỗi thảm chênh vênh của kiếp người, do đó lòng biết xót thương chung. Bằng hành động, lời nói và tư tưởng thông thường hàng ngày, thôi thúc bởi một tình thương bao quát, bởi một niềm thông cảm sâu xa, ta có thể tạo nguồn vui cho mình và người để lấp cạn hố thảm sầu, đổi họa làm may. Thân xác là cây đàn, để linh hồn trỗi lên những nhạc điệu du dương hay những âm thanh hỗn loạn. Đâu phải đợi thứ nhạc cụ đắt giá hàng triệu bạc người ta mới trỗi được các bản nhạc hay. Với một lống trúc đơn sơ, nhạc sĩ tài ba cũng tạo nên những tiếng tiêu thiều bổng trầm dịu dặt, réo rắt êm đềm, làm rung cảm lòng người. Một thể xác tật nguyền xấu số, nhưng được điều động bởi một tâm hồn hiền đức, hòa nhã vui tươi, ta sẽ là tấm gương, là nguồn an ủi cho những người tốt số hơn lại đang ôm sầu mộng. Họ nhìn vào ta mà bớt đi buồn tủi, bớt đi tình trạng thương thân xót phận của họ. Được vậy là ta đã thực hiện được phép lạ rồi. Điều này không quá cao xa đâu, nó vẫn nằm trong tầm tay của mỗi người. Hãy cố gắng thực hiện, sẽ có nhiều thay đổi, và cõi đời không còn là một tuồng bi thảm triền miên. Hãy như sen hồn ta dâng lên từ dũng bùn lầy đau khổ, bừng nở hoa từ ái thơm tho. Ngày nay chim đã gặp cành. Cuộc đời dù đen tối mà gặp đạo lành, bạn tốt cũng đủ vui rồi. Chúc cô sớm thắng phục định mệnh đau thương, đổi tuyệt vọng trước kia thành hy vọng.